xin chào anh chị em thân thương. Tôi là lại anh chị em trong video mới nhất của Hương Nhật Trang. Thì hôm nay mình thiết kế gắn camera lên cái mũ ARV luôn. Tại vì phía trước cầm của ARV nó hơi bị nhọn và là nó gồ ghề cho nên là không có gắn được ở phía trước cầm. Mà chắc là phải mua một cái mail riêng biệt của ARV thì mới gắn được ở phía trước cầm. Chứ còn gắn theo kiểu truyền thống kia thì không có được, cho nên là thôi gắn ngay bên hông. Rồi câu mic vào trong mũ để mà nói chuyện luôn. Thì mình đã ra đường về là quê ở Vạn Ninh. Và trưa chiều vô lại. Cái xe khách phía trước nó đi nó vượt mình, nó để cái đèn hè giáp, cái đèn nhấp nháy không biết nó là nó rẽ cái hướng nào luôn. Nhiều ông bắt mệt. Để camera ở ngay cái bên hông này nó cản gió quá. Nó không có thiết kế khí động học lắm. Đi chơi kính đen thì đi nó rất là mát. Không có bị chói mắt. Nhà hình như ba mẹ em gái mình đi Bình Dương rồi sao á, đi dạo mát uống trà sữa gặp mặt bạn bè chút rồi vô. Tại mình ăn tới được Lương Sơn GP. Cái mũ ARV K1 này là cái núm điều chỉnh tắt mở gió ở phía trước đây, là nó nằm ở phía trong cầm á, nên là một lần điều chỉnh là phải thọc vào nó hơi khó. Chứ không phải là như những cái mũ khác là nó nằm ở phía trước đây. Nó nằm ở phía trước, còn cái đây là nó nằm ở phía trong. I don't know why you make me shine like a star in the sky.
I'm a game. Thần thánh ở phía trước kìa. Phút này ôm cua cỡ 80-85 rồi, thấy quải lên hồ nó ôm cua 128, ghê quá. Mình đã tới nhà rồi. Thì vừa nãy là một cái clip high speed quẩy ở Lương Sơn GP với mũ mới và góc quay mới. Thì biết cái góc quay này nó có đẹp, nó có thấy như góc quay cổ điển kia không? Nhưng mà nhìn chung thì ra coi đã cố gắng hết sức rồi. À, cảm ơn anh chị em đã đồng hành với mình trong suốt thời gian nãy giờ. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.